Chào mừng các bạn đến với kênh 24 giờ nóng hổi. Vâng, thưa các bạn, trong bản tin ngày hôm nay chúng ta cùng tìm hiểu tiểu sử Kim Sang-sik là ai. Danh tính tân huấn luyện viên của đội tuyển Việt Nam, Kim Sang-sik là huấn luyện viên người Hàn Quốc rất tài năng và còn khá trẻ. Ông sinh 17 tháng 12 năm 1976, năm nay mới 48 tuổi. Ông từng chơi cho hai câu lạc bộ là Songnam từ năm 1999 đến năm 2008 và Jeonbuk từ năm 2009 đến năm 2013. Giành hai chức vô địch K-League 1 năm 2002 và năm 2003, Cúp FA Hàn Quốc năm 1999, League Cup năm 2002 và Siêu Cúp Hàn Quốc năm 2002. Huấn luyện viên Kim Sang-sik đã thi đấu 378 trận ở K-League và 59 trận khoác áo đội tuyển quốc gia Hàn Quốc. Kim Sang-sik từng là đồng đội của huấn luyện viên trưởng tuyển Indonesia trong màu áo Songnam và có mối quan hệ rất thân thiết với cầu thủ Park Ji-sung. Trước khi trở thành huấn luyện viên của đội tuyển Việt Nam, ông Kim Sang-sik từng có 3 mùa giải huấn luyện câu lạc bộ Jeonbuk Hyundai Motors, đội bóng giàu truyền thống nhất K-League từ năm 2021 đến năm 2023. Ông giúp Jeonbuk vô địch K-League 2021 và giành Cúp FA Hàn Quốc 2022, đoạt giải thưởng huấn luyện viên xuất sắc nhất năm ở mùa giải 2021. Huấn luyện viên Kim Sang-sik được đánh giá là chiến lược gia trẻ đầy tài năng, có tư duy cấp tiến trong làng bóng đá xứ Kim Chi khi gặt hái được nhiều thành công dù tuổi đời còn khá trẻ. Khi còn thi đấu, ông Kim Sang-sik đã chơi 378 trận ở K-League cùng 59 trận khoác áo đội tuyển Hàn Quốc, cũng phần nào cho thấy năng lực chuyên môn của huấn luyện viên Kim Sang-sik. Trong sự nghiệp cầu thủ của mình, ông Kim Sang-sik chơi ở vị trí trung vệ, tư duy thực dụng, đề cao sự chắc chắn. Những đội bóng do huấn luyện viên này dẫn dắt tấn công cũng rất linh hoạt. Cụ thể là đội Jeonbuk là đội bóng tấn công hiệu quả bậc nhất K-League với 200 bàn thắng sau 118 trận, trung bình 1,69 bàn trận. Jeonbuk thống trị K-League nhưng chưa từng vô địch ở AFC Champions League. Thành tích tốt nhất mà đội bóng do ông Kim Sang-sik dẫn dắt ở sân chơi châu Á là lọt vào bán kết mùa giải 2022 trước khi thua Urawa Red Diamonds trên chấm luân lưu, đội sau đó lên ngôi vô địch. Hai mùa còn lại, đội bóng của ông đều dừng chân ở tứ kết. Sáng ngày 29 tháng 4, nguồn tin của Hàn Quốc như KBS hay Naver đồng loạt đưa tin, huấn luyện viên Kim Sang-sik sẽ dẫn dắt đội tuyển Việt Nam với bản hợp đồng có thời hạn 2 năm, kéo dài từ tháng 6 năm 2024 đến tháng 6 năm 2026. Cụ thể, ngay đầu tháng 4, các phòng ban chuyên môn của VFF cùng Hội đồng huấn luyện viên quốc gia đã họp về vấn đề tìm huấn luyện viên trưởng mới cho đội tuyển quốc gia và U23 Việt Nam. Tại đây, trong số các ứng viên được đặt ra, phía Hội đồng huấn luyện viên quốc gia đã tư vấn cho VFF 3 ứng viên, lần lượt đến từ Hàn Quốc, Nhật Bản và Brazil. Trong đó, ứng viên người Hàn Quốc được đánh giá là phù hợp nhất, không chỉ bởi phẩm chất chuyên môn, mà còn là khả năng ngoại giao, quản lý cầu thủ và ứng xử khéo léo. Ứng viên Hàn Quốc chính là ông Kim Sang-sik. Việc bổ nhiệm ông Kim Sang-sik làm huấn luyện viên trưởng tuyển Việt Nam sẽ được VFF công bố vào đầu tháng 5, nhằm giúp chiến lược gia mới có thời gian quan sát bóng đá Việt Nam trước khi chính thức cầm quân ở hai trận vòng loại World Cup 2026 vào tháng 6. Sự trùng hợp thú vị giữa huấn luyện viên Park Hang-seo và huấn luyện viên Kim Sang-sik. Từng thi đấu ở vị trí hậu vệ, nên huấn luyện viên Kim Sang-sik luôn đề cao lối chơi phòng ngự, giống như huấn luyện viên Park Hang-seo. Ông là người được huấn luyện viên Park Hang-seo kết nối với Liên đoàn bóng đá Việt Nam. Khi còn là cầu thủ, huấn luyện viên Kim Sang-sik từng nhận thẻ đỏ trong trận giao hữu giữa tuyển Hàn Quốc với đội tuyển Nhật Bản năm 2000. Khi đó được dẫn dắt bởi huấn luyện viên Chu Siê, còn ông Park lúc đó đang làm huấn luyện viên tạm quyền tuyển Hàn Quốc. Có một sự trùng hợp giữa huấn luyện viên Kim và ông Park là cả hai chưa từng dẫn dắt đội tuyển quốc gia nào cho tới khi sang Việt Nam làm việc. Cả hai huấn luyện viên người Hàn Quốc cũng được đánh giá cao về khả năng truyền lửa, được cầu thủ yêu mến, kính trọng. Vâng, thưa các bạn, bản tin của chúng tôi đến đây là kết thúc. Các bạn hãy đăng ký kênh để nhận được những thông tin mới nhất.